ở đây luôn hả chị Phụng? Dạ có, chị mua đem về á anh. À mà chị qua đó hả? Chị qua đó chị đưa, chị nó cho gọng nó sửa xe. Dạ. Chị mua mấy con, mấy hộp chị Phụng? Dạ hai hộp. Rồi, hai hộp. Cái là khách hỏi chị không có chị là có anh. Đó là gọi tay heo không đó nha. Chứ phần đó là tay heo không là bao nhiêu anh? 50 á anh. Dạ 50. 50 hả? Dạ. Nếu khách ăn tôm thì bỏ tôm nhiều nha cái nhà, còn không là tay heo. Tay heo không nè. Là tay heo nhiều. Sài Gòn nén lắm, còn nén kinh khủng thiệt. Không mà mấy bữa trước qua đây cỏ quậy vô. Kia này chị hả? À? Đúng rồi. Không kia này đó nhìn chứ Đồng Tâm á. Chứ Đồng Tâm bển á bên nội quá. Không có chi nhánh nha cả nhà. Chị Phụng biết trước đó. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay quay trở lại xe gọi của chị Phụng dễ thương. Dạ chào cả nhà. Chào chị Phụng. Dạ em chào anh. Dạ. Dạo này bán cũng đỡ chị Phụng ha? Dạ, bán cũng lai dai anh. Dạ, lai dai rồi chị Phụng. Dạ. Ẩm thực đường phố Sài Gòn ấy thì lâu lắm rồi, bây giờ mới quay lại chị Phụng. Dạ. Để cho em cập nhật lại tình hình chị Phụng buôn bán ra sao nè, cho quý cô chú anh chị và các bạn. Để quý cô chú anh chị và các bạn nếu mà đi ngang qua khu vực đường 3 tháng 2 này nha, thì ghé ủng hộ chị Phụng nha cả nhà. Đây là gỏi cuốn. Giá xăng lên á là gỏi rồi mình có lên không chị Phụng? Dạ 60. À bữa nay lên 60 hả? Dạ 60 dạ. Lâu em lên hồi chưa sớm. Ủa vậy hả? Dạ tại lâu quá anh không có lại. À chắc lâu quá Cuộc Sống Sài Gòn TV không lại đó. À bữa nay là lên là 60 hả chị Phụng? Dạ lên hồi chút chưa sớm rồi. Dạ. Còn cái gỏi cuốn là bao nhiêu? Dạ một cuốn 10.000, một chỉ vậy nè cả nhà là 50.000. À một chỉ như là 50.000. Cuốn. Dạ. À đây là 5 cuốn là 50.000 nè. Cái cuốn là 10.000, cả nhà mua lẻ em cũng có bán nữa nha. À, mua lẻ là chị Phụng cũng có bán nữa. Dạ. Ví dụ muốn mua mấy cuốn anh cũng có bán chứ không phải là mua bắt mua một chị. Dạ. Gỏi thì bữa nay là 60.000 một phần. Dạ. Nha cả nhà. Do lâu quá Cuộc Sống Sài Gòn TV mình không tới á. Dạ. Nửa năm rồi đó chứ biết sao. Dạ đúng rồi anh. Đây nhìn con tôm ú nụ nè. Còn nước mắm là vẫn 40.000 chai hả chị Phụng? Dạ, mắm 40, hôm nay có bán thêm mắm ruốc. À bữa nay có bán thêm mắm ruốc nữa hả chị Phụng? Dạ có. Dạ. Mắm ruốc là bao nhiêu chai? À một hũ nhỏ thì 30. À đây là hũ mắm ruốc hả chị Phụng? Dạ. À đây là mắm ruốc nè cả nhà. Mắm ruốc chị Phụng làm sẵn nè. 30. Hũ lớn là 60. Dạ, hũ lớn là 60. Em lấy cho cả nhà con.
60. À, cái đây là 60 nè, con đây là 30 nè cả nhà ơi. Dạ. Bán đủ thứ luôn. Mắm nè, mắm ruốc nè. Dạ. Rồi gỏi rồi. Ô dạ, còn kia mắm nêm nữa hả? Dạ có mắm nêm, nó cua, cái này em có bán xoài. À, bán xoài nữa thấy chưa? Như xoài này là một phần này là bao nhiêu chị Phụng? Dạ một trái vậy là 20. À. 3 trái là 50. À, 3 trái là 50, một trái là 20 nha cả nhà. Đó. À. Chị Phụng vừa bán trái cây thêm trái cây nè, rồi gỏi nè. À, của anh xã hả? Ít bữa nữa có bán của Hà Nội á cả nhà. À. Vậy là anh ít bữa nữa anh bán thêm mặn Hà Nội nữa hả chị Phụng? Dạ, vô mùa á. Dạ. Đang lúc chờ đợi thì chị Phụng cuốn trước nè. Nhìn có hũ nước mắm là thấy ghiền rồi. Dạ. Mấy này nén quá hay chị Phụng hả? Dạ, nén quá trời luôn. Dạ. À, chị Phụng sắp xếp đi. Tại em không có tủ kiếm. Dạ. Em bỏ vô cái hộp vậy cho nó sạch ha. Đó, chị Phụng nghe nhé nhà đó, thấy không? Dạ, anh đang chờ ảnh có thể lót xe giùm em được không? Anh đang đứng ở đây nè, anh chạy chừng 150 mét về cả tư đây để hành á. À, khách gọi. Rồi rồi. Khách gọi đặt có bán không hả chị Phụng? Dạ, anh tên Nao á anh. À, anh bên Nao hả? Gỏi đu đủ chị Phụng. Gỏi đu đủ, gỏi ngó sen. Hai con tôm. Đậu phụng. Nước mắm được chị Phụng làm sẵn trong bịch nha cả nhà. Rồi. Để trong bịch nè. Xong rồi về mình có thể là mình chị Phụng máy gọi xong rồi mình về mình đổ nước mắm vô mình thưởng thức nha. Cuối tuần mọi người đi chơi. Cả nhà nhìn thấy đường Sài Gòn nha.
làm nhanh quá, nhanh tay á. Để có một mình em á. À. Để có một mình em làm bán. Làm nhanh. Anh xả ra phụ một xíu thôi đúng không? Dạ. Vậy bụng cưng anh xả lắm. Đây là sợ anh xả ra ngoài gian nén. Không phải đâu, anh xả anh làm đồ trong nhà bán. À, làm đồ trong nhà hả? Tưởng cưng anh xả chứ. Không cho anh ra ngoài nắng chứ. Chứ em bán hết là tiền cái cây trồng anh nha. Dạ. Dạ. Cái một mình em đẩy đâu có nổi đâu nhỉ. Dạ. Cái hết đồ kêu anh đem ra dạ, thôi. Dạ dạ. Cái đợi nhà ổng gọt xài á anh. Dạ. Vô mắm dạ. Vuốt, vô nước mắm rồi. Dạ. Nè cả nhà, nước mắm nè, nước mắm cho bụng nè, làm tổ nè. Hấp dẫn lắm. Ôi keo lắm. Cả nhà nhìn thấy hũ nước mắm không? Chị bán hũ nước mắm riêng nha. Cái đó là 40 không chị Phụng? Dạ, nó bán chai. À, chai nước mắm là 40. Đó, đây. Chai nước mắm chị Phụng làm rồi nè, 40 nè. 40 ngàn, cái này cả nhà ăn gì cũng được nha, không dạ. Phải ăn gỏi hay ăn ốc, ăn các thứ các kiểu đa dạng. À, ăn các kiểu luôn phải không chị Phụng? Đó. Chứ là cá chiên chiên lên nha. À, đúng rồi, cá chiên chiên lên mình rác lên cũng ngon hả? À, với lại ăn cái gì còn ngon nhất không cả nhà? Em mới ăn một, em mới ăn là cho tép mỡ. Tép mỡ hả? Trời ơi. Tưởng ăn tưởng ăn với thịt luộc chứ tép mỡ à mình nấy xíu tép mỡ lên nha, mình nấy xíu nước mắm lên trên tép mỡ mình ăn nó giòn giòn nó ngon hả? Em thắng mỡ xong rồi cái mình để cho nó khô nó giòn lại cái ngưới nước mắm lên ăn cơm không? Dạ. Cơm nóng bớ lên ăn là ngon luôn. Rồi cơm nóng rồi. Thấy chị Phụng giữa Sài Gòn lúc nào cũng đội cái nón hết chưa? Nón lá. Cái nón lá của phụ nữ Việt Nam. Dạ. Làm cảnh một cuốn nha cả nhà. Dạ. Không phải là mỗi cuốn không đâu nha cả nhà. À, giống như em bán gỏi mười hộp cũng tặng một hộp. À. Giống như mắm chuối mua 10 hũ cũng tặng một hũ. Rồi. Tức là cái nào số 10 là cứ mua 10 dạ, mười cái là rồi. Tặng một cái thôi. À, bên em là giống như là mua chục là tặng một nha cả nhà, không thời hạn nha. Dạ. Bên em cứ cả nhà muốn mua là mua 10 tặng một, muốn mua 10 là tặng dạ. Một nha. Đó, chị Phụng tiết lộ là cứ mua 10 tặng một, mua 10 tặng một nha cả nhà. Thấy để dưới cái mâm mà bên đây để cái thêm cái khăn này nữa cho nó dễ khỏi dính nè chị. Dạ, với lại cái khăn đây nè. Dạ cái đúng rồi, anh có khăn. Cho nó khỏi dính. Nó không có trơn á chị, em bán đông cái em làm nhanh á. Dạ.
như gỏi ngó sen không á là bao nhiêu chị Phùng? Dạ cũng 60. Cũng 60 hết luôn hả? Dạ. Gỏi khô bò thì 40 nha. Dạ, gỏi khô bò là 40. Dạ. Gỏi tay heo á thì là 60. 50 à. À tay heo không thì 50, có dạ. Tôm thì sao? Có tôm á thì 60. Dạ. Tay heo không là 50. Cuộc sống Sài Gòn TV đó cập nhật cái giá lại đó, cho quý cô chú anh chị và các bạn, để quý cô chú anh chị và các bạn có dịp á mình đi ngang qua thì mình ghé mình ủng hộ chị Phụng nha cả nhà. Một hộp gỏi nè, một cái gỏi cuốn nè, nghe cái quý cô chú anh chị và các bạn. Giờ chị Phụng ăn cơm đó. Ăn cơm đi chị Phụng. Không, chứ em ăn cơm. Làm cho em một hộp gỏi ngó sen đi. Có sen 60 nha. Dạ. Để mình chụp tấm hình, em chụp tấm hình luôn em. Đó. Nè, chị Phụng máy này em chụp tấm hình. Đó. Rồi, ok. Trời. Để lại cho em luôn hả? Dạ, để lại cho em luôn đi. Em về nhà em review. Cuộc sống Sài Gòn TV á, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Nếu có dịp đi ngang qua đường Lê Đại Hành nè, với đường 3 tháng 2, thì quý khách sạn Phú Thọ, khách sạn đối diện khách sạn Phú Thọ, hoặc là ngay chỗ siêu thị Lotte Mart nè, Lê Đại Hành nè. Thì quý cô chú anh chị và các bạn ghé ủng hộ chị Phụng nha cả nhà. Trong mỗi video thì Cuộc sống Sài Gòn TV đều để cái địa chỉ thời gian bán ở phía dưới mỗi cái đường link đó cả nhà. Thì mong quý cô chú anh chị và các bạn mình có thể là xem địa chỉ, thì mình có thể là kéo xuống dưới bên dưới á là sẽ thấy.